chào các bác nhé, em là Hiếu đến từ xe đạp S-Buy. Hôm em xin giới thiệu cả các bác mẫu Accord R720. Chiếc Accord R720 này thì được trang bị khung nhôm, bộ chuyển động Shimano 2300, dây âm sườn 2 đĩa và 8 lít, chạy vành nhôm 2 lốp, lớp Accord xăm lốp Kenda là của nó là chạy 700x28C. Con Accord này thì có một số điểm đáng chú ý như là con này nó đi cái khung nhôm không mối hàn rồi. Khung nhôm không mối hàn và dây đi âm sườn. Đấy, em quay gần cho các bác xem. Dây đi âm sườn, chạy đùi đĩa Sulan 2 tầng của Đài Loan. Con này thì đi full bộ Shimano 2300 các bác nhé. Đi chạy full bộ Shimano 2300, 2 đĩa 8 lít. Tay lắc. Con này nhìn thì khá là được, dáng xe khá là thoát xe. Dáng xe khá là thoát xe đấy. Nhìn dòng nước thiết kế khá là đẹp. Và chạy lốp 700x28C thì nó cũng không phải là lốp quá bé, thì các bác đi có thể là an tâm hơn về độ bám đường. Đây là tay lắc của nó đây mọi người nhé. Đây là tay lắc của nó đây. Đấy, tay lắc đây. Đây là tay lắc của nó. Con này có bộ tem khá là hay. Tem của nó đây, để em sờ tay cho các bác. Con tem này nó là tem lổi mọi người nhá. Tem lổi này, cả trên khung, cả càng, cả thân khung. Tem lổi sờ khá là thích. Bộ tem này tem lổi, sờ rất là thích. Con này hiện tại đang phân phối 4 màu. Như con này là đen trắng này, đen đỏ này, có cả đen xanh nữa mọi người nhá. Con này hiện tại bên em đang phân phối là có 4 màu. Con này thì được cái là chạy Shimano full 2300 tay lắc. Đây là càng của nó đây. Mayer đây. Mayer thì là trục tăng mở nhanh của Zoytec. Sử dụng trục tăng mở nhanh của Zoytec. Cụm phanh của nó là sử dụng cụm phanh Z-Star mọi người nhá. Em lấy led cho mọi người xem. Phanh Z-Star khá là ok. Về giá tiền con này thì nó cũng thuộc dạng trung bình thôi, chứ không phải là cao. Về nó cũng là dòng phổ thông cho các bác mới sắm xe lần đầu. Thôi em xin review qua đấy thôi. Xin hết video đây mọi người nhé.